chương 61, sầu riêng pháo, nổ lớn. Bakugu Katsuki thực lực, vân phong phía trước hiểu đại khái qua. Đối với vân phong tới nói, Bakugu Katsuki, chính là dùng để khảo thí tiên nhân mô thức nhân tuyển tốt nhất. Cho nên, tại sao đấu còn có bắt đầu phía trước vài phút, vân phong liền đã tiến nhập tiên nhân mô thức. Các ngươi có phát hiện hay không, vân phong khí thế không đồng dạng. Trong đó một cái bạn học cùng lớp hướng về người chung quanh thăm hỏi một câu. Có không? Ta à, tại sao không có phát hiện, cảm giác vẫn là cùng phía trước một dạng A, Jiro Kiyoka hiếu kỳ nói. Khí thế một không một dạng ta không biết, nhưng mà, hắn khóe mắt bây giờ tựa như là nhiều một cái nhãn ảnh đồ vật. Tám trăm vạn trăm ung dung nói. Hắn hóa trang. Không thể nào. Thật hay giả. Ngươi cảm thấy Vân Phong sẽ làm loại kia chuyện nhàm chán. Todoroki sao ở phía sau cắm lên một câu. Ta cũng cảm thấy sẽ không. Midoriya Izuku trả lời. Có thể là bởi vì cá tính nguyên nhân tạo thành. Tám trăm vạn trăm suy luận đạo ân ta cảm thấy a à. jiro kiyoka nói bây giờ trong võ đài bakugu katsuki vẫn là cái kia một bức long ngạo thiên biểu lộ hai tay cắm ở túi quần hai mắt cắt gao nhìn chăm chú vào vân phong đừng để ta thất vọng a à. vân phong mở miệng nói ra bakugu katsuki nghe xong lời này lập tức cười tà nói a à, ngươi nói cái gì tiểu tử hy vọng ngươi đừng để ta toi công bận rộn vân phong tiếp tục nói Cắt. bakugu katsuki kinh thường nói bắt đầu tranh tài. Nửa đêm trống to. Nửa đêm tiếng nói vừa ra, Bakugu Katsuki vừa định muốn chạy về phía Vân Phong, nhưng mà không ngờ, Vân Phong chợt xuất hiện ở trước mặt mình. Bakugu Katsuki lập tức khẽ giật mình, nhanh chóng làm ra phản ứng, cá tính cá tính của mình oanh tạc trước mặt. ầm ầm, Lôi đài lập tức bị ngọn lửa lột một lớp da. Khi lửa diễm tán đi, Vân Phong liền lại xuất hiện ở Bakugu Katsuki trước mặt. Nhìn thấy một chút sự tình cũng không có Vân Phong, Bakugu Katsuki nao nao, thầm nói ta liền biết người tiểu tử này cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh cơ hờ tết đã biến thành tiên nhân hình thức mặc kệ là công kích phòng ngự hay là cảm giác cũng đã toàn diện tăng lên xem ra bây giờ những công kích này đối với ta không quá có hiệu quả a à? vân phong mỉm cười đối với bakugu katsuki nói bakugu katsuki nhíu mày nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng vân phong nhào tới trên lòng bàn tay mặt ngưng kết hỏa chủng mỗi một chưởng đánh ra liền giống như bắn một cái đạn đạo một dạng quy lực mặc dù không phải rất yếu, nhưng mà, muốn vân phong thụ thương, điều kiện tiên quyết là muốn đánh trúng mới được. Kết quả lại là rất tiếc, Bakugu Katsuki mỗi một chưởng vân phong đoạt đi. Nửa phút, lôi đài liền đã hư hại cơ hồ một nửa. Tại sao không dùng cá tính, ngươi hỗn đảng này, đừng có lại xem nhẹ ta có hay không hảo, ta muốn làm thịt ngươi. Ta muốn là không thể bắt bẻ tính áp đảo đệ nhất, coi như đánh thắng một cái nhường rác rưởi cũng lấy không được chân chính quán quân. Bakugu Katsuki lại một lần nữa giận dữ hết. Tốc độ nếu so với trước kia tăng nhanh hơn rất nhiều, nói tóm lại, hắn hiện tại, cùng phía trước mới vừa nhập học thời điểm, vô luận là phương diện đó, đều cường đại rất nhiều. Được chưa, đã ngươi đều nói như vậy, xem như đồng học, ta cho ngươi một bộ mặt. Vân Phong một cái bổ nhào hướng phía sau nhảy lên. Nghe được Vân Phong nói như vậy, Ba Katsuki không có lập tức truy kích, cười lạnh nói, không tệ, chính là muốn dạng này. Nói đi, Ba Katsuki cấp tốt nhảy lên, nhảy lên giữa không trung, ở giữa không trung, hắn toàn bộ lợi dụng cá tính làm ra một cái vòng xoáy loại hình đồ vật. Đã ngươi đứng ở trước mặt của ta, đứng lên cái lôi đài này, vậy sẽ phải toàn lực ứng phó. Như ngươi mong muốn a. À. Vân Phong ung dung mấy đạo. Lập tức vũ động hai tay, mấy ngàn đầu rễ cây từ lòng đất tung ra, một giây sau, bọn hắn tương dung cùng một chỗ, tạo thành một cái siêu cấp đại gai gỗ, thẳng bức Bakugu Katsuki. Sầu riêng pháo thật nổ lớn. Bakugu Katsuki hét lớn một tiếng, lập tức đánh vào thẳng bức chính mình gai gỗ. Ầm ầm một tiếng, trong võ đài vang lên một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn gai gỗ mảnh vụn khắp nơi bay loạn nồng nặc khói đen đếm trong nháy mắt bao phủ cái lôi đài này khán giả nhìn thấy một màn này toàn bộ đều yên tĩnh lại lo lắng nhìn xem trên lôi đài nồng đậm khói đen giờ khắc này ngay cả xi măng ti cũng lúng cúng hắn vừa rồi muốn kết thúc tranh tài nhưng mà đang do dự đồng thời bọn hắn liền công kích lại với nhau bố lôi sâm đặt mai cờ hướng về một bên ejawa sota ấp úng nói lớp các ngươi cược là như thế vậy sao Kỳ thực hiện tại Ezawa Sota cũng là rất lo lắng, dù sao Vân Phong thực lực, hắn là có chút hiểu rõ, vừa mới cái kia khổng lồ gai gỗ, nếu là Bakugo Katsuki không tiếp nổi, tất nhiên sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hai người này, đừng tưởng rằng khôi phục nữ lang ở bên người liền muốn làm gì thì làm a. À. Ezawa Sota giờ khắc này cũng kích động. Trên lôi đài khói đen, bị gió nhẹ thổi tan, Bakugo Katsuki cùng với Vân Phong thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở khán giả trước mắt. Nhìn thấy bọn hắn đều bình yên vô sự, trong thính phòng mặt, truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cầu một đợt đặt mua, cầu một đợt đặt mua, cầu một đợt đặt mua. Chương 62, Diêm Kỳ tỷ biến thái bản. Không hổ là anh hùng khoa học sinh a. À. Đúng vậy a, à, đúng vậy a, à, cái này đánh nhau tràn diện cũng không giống nhau a. À. Rất lâu không nhìn thấy xuất sắc như vậy tỷ thí, xem ra hôm nay đến xem tranh tài quả nhiên là một cái lựa chọn rất tốt a. À. Trong thính phòng mặt người xem lý luận nhau nhau. Làm ta giật cả mình, không có gì nguy hiểm a, à, không hổ là anh hùng khoa học sinh. Bố lôi sâm đặt, Michael nhìn thấy trên lôi đài Vân Phong cùng với Bakugu Katsuki đều sao để cho không việc gì, không khỏi thở dài một hơi. Ba, Eizawa Shota đặt mông ngồi xuống ghế mặt, đừng nói hắn bố lôi sâm đặt, Michael bị sợ hết hồn, liền xem như chủ nhiệm lớp hắn, vừa mới nhịp tim đều gia tốc đứng lên. Bất quá, hắn cũng có đáng giá cao hứng chỗ, Vân Phong có hay không trở nên mạnh mẽ hắn không biết, bởi vì Vân Phong mang đến cho hắn một cảm giác cũng là thâm tàn bất lộ. Nhưng mà Bakugu Katsuki trở nên mạnh mẽ hắn là có nhìn trong mắt trong võ đài bakugu katsuki miệng to thở hổn hển cứng ngắc khuôn mặt nhìn xem vân phong mà vân phong bên này hô hấp hoàn toàn như trước đây để cho người ta có một loại rất mê cảm giác thực lực quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp ta càng ngày càng hưng phấn bakugu katsuki rống to tại hai tay của hắn trong lòng bàn tay quanh 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 hỏa chủng bắt đầu bạo phát đứng lên mặc kệ ngươi như thế nào hưng phấn đều hảo lấy thực lực ngươi bây giờ không thắng được ta vân phong ung dung nói bakugu katsuki lập tức gân xanh cương tùy tiện nói ngươi cái này hỗn đảng, ngươi đang nói cái gì ta làm thịt ngươi ngươi nếu là không tin ngươi cứ việc thử một chút đáng cờ hờ kết bakugu katsuki một lần nữa giận oanh một tiếng lập tức hai chân trèo lên một lần nhanh chóng hướng về vân phong nhào tới hỏa chủng trong tay hắn ngưng kết dựng lên hắn không ngừng hướng về vân phong phát động công kích nhưng mà trên cơ bản mỗi một kích cũng là đánh vào vân phong chế tạo một hệ phòng hộ lá trắng bên trong Căn bản là không có cách tới gần Vân Phong. Đáng cờ hờ Tết, đáng cờ hờ Tết. Bakugu Katsuki nổ khí càng lúc càng lớn, xuất kích tốc độ cũng đi theo càng lúc càng nhanh. Nhưng mà, mặc cho tốc độ của hắn lại nhanh, hắn vừa đánh vỡ hộ thuẫn, muốn hướng về phía trước tiến lên trước một bước, nhưng mà hộ thuẫn lập tức lại chữa trị khỏi. Chuỗi này động tác, không khỏi để cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ đứng lên. Bởi vì chính mình cá tính đối với Vân Phong tới nói, hoàn toàn là không cần A. Còn muốn tiếp tục kiên trì sao? Vân Phong hỏi. Không nên coi thường ta à? Bakugu Katsuki quát lên. Được chưa, vậy liền để ngươi xem một chút, ta với ngươi thực lực đến cùng trên lệch ở nơi nào? Vân Phong trầm giọng một đạo. Lập tức tung người nhảy lên, bay qua một hệ phòng hộ độn. Mà Bakugu Katsuki cũng nhanh chóng hướng về Vân Phong phát động công kích. Vân Phong thân hình lóe lên, nhẹ nhõm né tránh, trở tay chính là một quyền đánh vào Bakugu Katsuki phần bụng. Phốc phốc. Bakugu Katsuki trong nháy mắt lùi lại mấy mét, chỉ lát nữa là phải ra sân bên ngoài, hắn nhanh chóng sử dụng cá tính của mình bạo phá, quanh tạc phía sau của mình. Để cho dư ba đem chính mình cho gãy trở về. Đáng giận. Bakugu Katsuki khẽ cắn môi, lỗ mãn tiếp tục hướng về vân phong chạy như điên. Sầu riêng pháo, nổ lớn. Một đường chạy như điên đồng thời, hắn một bên lần nữa ngưng tụ, nhưng mà bởi vì ngưng tụ thời gian rất ngắn, quy lực cũng không phải quá lớn. Kỳ thực ngươi cũng không yếu, mà là ta quá mạnh mẽ, mặc dù nhược điểm của ngươi là lỗ mãn, có lẽ, đang cùng cùng ngươi thực lực giống nhau người, đó cũng không phải vấn đề gì, nhưng mà đối với ta, cái này đem trở thành ngươi vấn đề trí mạng." Vân Phong ung dung nói. Sau một khắc, hắn vũ động hai tay, bởi vì tiếng nhập tiên nhân mô thức Vân Phong, bây giờ nắm giữ sức mạnh tự nhiên, mặc kệ chiêu thức phát ra. Vẫn là khắp mọi mặt cũng đã xem như thăng cấp qua một dạng. Đương nhiên, càng là thể năng được cường đại bổ sung. Uống. Vân Phong hét lớn một tiếng. Toàn bộ lôi đài trực tiếp bắt đầu chấn động lên. Một giây sau, trong võ đài mấy chục đầu giống như người trưởng thành kích cỡ tương đương rễ cây trực tiếp chui ra có linh tính hướng về bakugu katsuki công kích mà đi katsuki ý thức được không ổn nhanh chóng một cái bổ nhào né tránh công kích nhưng mà còn không có đợi đến hắn bình ổn rơi xuống một bên khác rễ cây lại hướng về hắn công kích tới a à, bakugu katsuki nổi giận gầm lên một tiếng không ngừng lợi dụng bạo phá cá tính công kích rễ cây phía trên nhưng mà kiên trì không đến 10 giây hắn trực tiếp liền bị một đầu khổng lồ rễ cây cho quấn quanh phần bụng, đem hắn treo lên tới. Nguyên bản hắn còn muốn phản kháng, nhưng mà sau một khắc, những thứ khác rễ cây chỉ là chói chặt lại chân của hắn, tay, để cho thứ nhất điểm năng lực phản kháng cũng không có. Mà giờ khắc này bê ban chỗ ngồi chỗ ngồi bên trong, Diêm Kỳ tì mắt nhìn không chớp vân phong. Diêm Kỳ tì, cá tính của hắn, cùng ngươi thật giống như A. À. Một tên nam tử trong đó bắt đầu hướng về Diêm Kỳ tì nói. Đây cũng không phải là giống hay không nguyên nhân, cái này hoàn toàn chính là diêm kỳ tỳ biến thái bản a một gã nam tử khác nói bổ sung thật mạnh ta nghe nói người khác nói hắn không phải sinh viên đề cử không thể nào người mạnh như vậy còn cần tham gia thi đầu vào thật sự bởi vì lúc đó ta ngay tại tràng nhưng là từ tiến vào trường thi sau đó ta liền không có trông thấy hắn thẳng đến khảo thí kết thúc rất nhiều người cho là hắn chính là tới quấy nhiễu người khác thi cầu đặt mua cầu đặt mua cầu đặt mua chương 63, Todoroki Sato VSC Vân Phong. Hắn hẳn là a ban tối cường A. Diêm kỳ tì tiếp nối một câu. Tối cường. Bởi vậy cho nên không phải chứ, bọn hắn bang không phải còn có một cái là anh hùng Endeavor Vu Nhi Tử sao? Đúng, anh hùng xếp hạng thứ hai Nhi Tử, đoán chừng muốn so cái kia mạnh hơn. Ai, lớp chúng ta lúc nào mới có thể xuất hiện một cái giống bọn hắn bang đồng dạng cường đại, cho chúng ta xanh xanh tràng tử A. Ngươi cũng đừng nghĩ, có hai người bọn họ cường đại như vậy, còn có thể ở tại chúng ta bê bang sao? Diêm Kỳ Tỳ Kinh thường nói. Ngươi thua. Vân Phong nhìn về phía giữa không trung Bakugu Katsuki, ung dung mấy đạo. Mặc dù Bakugu Katsuki lúc này nội tâm hết sức không cam tâm, nhưng mà, lại không cách nào thay đổi sự thật. Lòng tự tôn của hắn rất mạnh, mặc dù thua, thế nhưng là không muốn từ trong miệng hắn nói ra, chính mình so với người khác yếu. Nhưng mà, đối với Vân Phong tới nói, thường thường loại người này lại sẽ không dễ dàng đổi giọng. Bakugu Katsuki, xin hỏi ngươi còn có thể hành động sao? nửa đêm giơ tay lên bên trong roi gia tử, hướng về trong võ đài Bakugu Katsuki hỏi. Nhưng mà, Bakugu Katsuki chỉ là khẽ cắn môi, cũng không trả lời lời nói. Sau một khắc, Vân Phong liền giải trừ chung quanh tất cả đại thụ, mà Bakugu Katsuki cũng đi theo rơi đến trên mặt đất. Bakugu Katsuki cái động tác thứ nhất chính là đem hai tay cắm vào túi quần phía trên, không nói hai lời, liền xoay người qua, hướng về bên ngoài sân đi đến. Nhưng mà không có đi mấy bước, hắn tự hồn ra cái gì đó, ngừng chân bên trong bước chân, sắc mặt có chút dữ tợn lúc này mới vừa mới bắt đầu, lần tiếp theo, ta sẽ đoạt được. Nói đi, hắn liền lại tiếp tục đi thẳng về phía trước. Ta chờ ngươi. Vân Phong khẽ mỉm cười nói. Ba Kugu Katsuki chịu thua. Miro Vân Phong tấn cấp trận chung kết. Nửa đêm một lần nữa vũ động mình ro gia tử. Mà ba Kugu Katsuki khi nghe đến chịu thua hai chữ này thời điểm, rõ ràng khóe miệng co quắp xúc ri một lần. Tiếng hoang hô một lần nữa vang lên, mà Vân Phong nhưng là yên lặng về tới trong phòng nghỉ. Tiếp xuống tranh tài, là Todoroki Sato vs Tokomiya Fumika, bọn hắn người nào thắng sau đó, liền cũng là tiến vào trận chung kết, tiếp đó tại cùng Vân Phong PK. Cứ như vậy, năm nay Sport Festival cũng liền vẽ lên dấu chấm tròn. Vân Phong trở lại sau khi nghỉ ngơi, ở giữa đình chỉ 10 phút, bởi vì Vân Phong cùng các Suki đối chiến thời điểm, trên cơ bản đem toàn bộ lôi đài đều làm hỏng. Bất quá còn tốt, cũng không có cái gì trở ngại, bởi vì bọn hắn bên trong có một cái cá tính là có thể phóng thích xi măng, mà là vẫn là lập tức làm loại kia. 10 phút sau, Todoroki Sato cùng Tokomiya Fumika tranh tài liền bắt đầu. Xem như anh hùng xếp hạng thứ hai nhi tử, Todoroki Sato thực lực tự nhiên cũng rất cường đại. Hắn trước kia kiên trì không sử dụng thiêu đốt năng lực, nhưng mà ngay tại vừa rồi hắn cùng với tại Midoriya đối chiến thời điểm, hắn đốn ngộ, hắn muốn vì chính mình mà sống, mà không phải muốn làm ai công cụ. Sử xuất toàn lực Todoroki Sato, Tokomiya Fumika tự nhiên rơi xuống hạ phong. Kết quả cũng rất rõ ràng, là Todoroki Sato thắng. Hùng Anh Sport Festival cũng rốt cuộc phải nên đón cuối cùng quyết chiến, một niên cấp đỉnh điểm sẽ tại trong trận chiến này sinh ra. Cũng chính là chúng ta bình thường nói tới tổng quyết tái. Anh Hùng Khoa, Miro Vân Phong, đối chiến Anh Hùng Khoa, Todoroki Sato. Bố lôi sâm đặt Michael la lên. Một trận chiến này, nhưng rất nhiều người chú ý một trận chiến, Vân Phong cùng Todoroki Sato muốn so, tự nhiên là Todoroki Sato nhân khí cao một chút. Dù sao, cha của hắn thế nhưng là anh hùng xếp hạng thứ hai nghề nghiệp anh hùng một trận chiến này cũng là tương đối đặc sắc. Ejawa Sota vốn là muốn ngủ, nhưng mà biết trận chung kết là Vân Phong VSC Todoroki Sato sau đó, liền quyết định xem xong đang ngủ. Bố lôi sâm đặt Michael. Ejawa Sota nhẹ giọng hô một tiếng. Bố lôi sâm đặt Michael vẽ mặt vô cùng nghi hoặc Ejawa Sota, dù sao, chính mình kéo hắn tới trợ giúp giải thích từ bắt đầu đến vừa mới một khắc này, nhưng chẳng hề nói một câu. Thế nào rồi? Bố lôi sâm đặt Michael trả lời. Vì khán giả an toàn, thỉnh thông báo một chút người xem, toàn bộ người lui về sau ba hàng. Ejawa Sota ung dung nói. Vì sao muốn lui ba hàng? Rất không có khả năng, bởi vì thính phòng thế nhưng là ngồi đầy người đó a. À? Bố lôi sâm đặt, Michael ung dung nói. Hai người bọn họ cá tính thế nhưng là đại quy mô phát động, ta nói như vậy, cũng là vì người xem an toàn nghĩ, đến nỗi thính phòng ngồi đầy người, liền kêu đằng sau ba hàng người để bọn hắn đứng nhìn. Bố lôi sâm đặt, Michael do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Các vị khán giả, tiếp vào mới nhất tiêu thất mời mọi người lui về phía sau ba hàng tọa phía sau nhất cái kia ba hàng đứng nhìn mời mọi người phối hợp bố lôi sâm đặt mai cờ lớn tiếng la lên lui về phía sau ba hàng ngồi cái này làm cái gì a à? trong đó một tên ngồi ở phía sau người xem phàn nàn nói chính là đằng sau ba hàng còn muốn đứng nhìn đây cũng quá hố a à? ai không có cách nào ngược lại cũng cuối cùng một cuộc đứng liền đứng a à? liền ngồi ở hàng trước nghề nghiệp anh hùng đều có chút không mò ra đầu mối cái này, chuyện gì xảy ra sao? Thú nhân nghề nghiệp anh hùng hỏi. Cầu một đợt đặt mua, cầu một đợt đặt mua, cầu một đợt đặt mua. Chương 64, viêm đế đăng tràng. Che mặt nữ nghề nghiệp anh hùng trầm tư một chút, nói, có thể là nhân viên nhà trường sợ hai cái này học sinh chiến đấu sẽ tác động đến trước mặt người xem A. À. Cái gì? Thú nhân nghề nghiệp anh hùng cười to, phản phất là nghe xong một cái thiên đại chê cười, sau một khắc hắn liền mở miệng phản bác hai cái tiểu hài đánh nhau, có thể làm ra bao lớn động tĩnh còn cần để người xem lui lại ba hàng. Những năm qua cũng không có loại tình huống này đâu. Một cái khác nghề nghiệp anh hùng cắm lên một câu. Nhưng mà, các ngươi đừng quên, hôm nay có anh hùng Endeavor Vu Nhi Tử. Che mặt nữ nghề nghiệp anh hùng ung dung nói. Cho dù là ô mai Nhi Tử, tại loại này niên linh bên trong, thực lực có thể có bao nhiêu lớn, có thể siêu việt nghề nghiệp anh hùng. Đừng nói giỡn, cho dù là ta chiến đấu, cũng không dám nói có thể tác động đến đạo ba hàng đầu người xem, dù sao lôi đài cách nơi này thế nhưng là có một khoảng cách thú nhân nghề nghiệp anh hùng cười lạnh nói. Được chưa, vậy thì nhìn một chút đằng sau nhân viên nhà trường là thế nào giải thích. Cha mặt nữ nghề nghiệp anh hùng không muốn tại tranh luận những thứ này không có ý nghĩa chủ đề. Todoroki sao tô thiếu niên, mây phong thiếu nam an mai nhìn xem hai người bọn họ để lộ ra một tia vẻ mặt lo lắng. Tiếp tục kết, chúng ta lần trước quyết chiến A. Todoroki sao tô ngữ khí lạnh nhạt nói. Sử dụng ngươi mặt khác nửa bên năng lực sao? Vân Phong hỏi. Sử dụng thân thể ta mặt khác nữa bên năng lực, mới có thể có cơ hội chiến thắng ngươi. Todoroki Sato ung dung nói. Tại Todoroki Sato khúc mắt, cũng coi như được là buông xuống, kỳ thực Midoriya Izuku nói không sai. Chính là nửa bên năng lực là di truyền cha mình, nhưng mà, dù sao cũng là năng lực của mình, mình cần gì muốn gây khó dễ chính mình. Đi, ta tự nhiên cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Vân Phong cười lạnh nói. Bắt đầu tranh tài. Nửa đêm hô to một tiếng. Tiếng nói vừa ra, Todoroki Sato lập tức xuất kích, nhấc chân phải lên, trực tiếp dẫm ở trên mặt đất. Lập tức, một tầng hàng băng lao nhanh hướng về Vân Phong phủ tới, mà ở phía sau đi theo dĩ nhiên chính là cái kia giống như như thủy tinh băng thứ. Hàng băng mặc dù lợi hại, nhưng mà lấy thực lực ngươi bây giờ còn căn bản là không có cách áp đảo tính khống chế năng lực của ta. Vân Phong nói đi, hai tay vũ động dựng lên, sau một khắc, từ lòng đất nhớ lại ngàn vạn đầu rễ cây, bọn hắn dung hợp lại với nhau, tạo thành một bức khổng lồ tường gỗ. Ba. 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 Hàng băng bả vụng mảnh gỗ vụn bả vụn, toàn bộ khắp nơi bay loạn. Hô! Todoroki sao trong miệng thốt ra một ngụm hàng khí, mặt bên phải bên trên đã bao trùm một tầng thật mỏng hàng băng. Nhưng mà sau một khắc, hắn bên trái cơ thể bắt đầu thiêu đốt, thời gian trong nháy mắt, má phải bên trên tầng kia thật mỏng hàng băng liền biến mất. Quả nhiên sao, du sơn ngoạn thủy cũng là giả a, à, kỳ thực ngươi cái này nửa tháng đến nay, cũng là tại tự mình huấn luyện. Todoroki sao suy luận đạo. Vân Phong miễn cười, cũng không có cho Todoroki sao đáp án sau một khắc vân phong trong mắt màu đỏ nhãn ảnh bắt đầu biến mất đây cũng chính là mang ý nghĩa tiên nhân hình thức lui đi ta muốn ra chiêu dù sao ta cái kia hỗn đảng lão cha còn tại phía trên nhìn xem đâu todoroki sao thông dong nói một câu lập tức trong nháy mắt tốc đè xuống thân thể hai tay đập ở trên lôi đài bá 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 trên lôi đài lập tức quật khởi nhiều vô số kẻ băng thứ hơn nữa uy lực phải xa xa cao hơn lần thứ nhất đại quy mô chiêu thức mặc dù hoa lệ nhưng mà công kích lại không thể tập trung ở một điểm cho nên cho dù đây là một cái rất mạnh chiêu thức, nhưng mà cũng chỉ có thể phát huy ra 11 trong năng lực. Mà khác phần trăm chính, đơn thuần dùng để làm là mỹ quan. Vân Phong nói đi, hai tay đã biến thành một hệ, không ngừng huy quyền hướng về đâm đầu vào băng thứ đánh tới. Bởi vì Todoroki Saoto một chiêu này là đại quy mô chiêu thức, thích hợp lợi dụng đối phó số nhiều địch nhân. Nhưng mà nếu như dùng để đối phó một người, như vậy một người kia chỉ cần đem trước mặt mình băng thứ cho đánh nát, trên cơ bản coi như bên trên là phá giải một chiêu này. Lúc Vân Phong đánh nát trước mặt hàng băng, hắn tung người nhảy lên, nhảy lên một cái cao nhất băng thứ phía trên. Toàn bộ lôi đài đầy ngươi hàng băng, mặc dù nói đối với ta tạo thành ảnh hưởng không tính quá lớn, nhưng mà ta có ép buộc chứng, không thích người khác một đống lớn đồ vật ngăn trở tầm mắt của ta. Nói, Vân Phong quát to một tiếng, sau một khắc, tại lôi đài dưới mặt đất, ngàn vạn đầu rễ cây thoát ra, đánh xuyên hàng băng, bắt đầu lan tràn lớn lên, trở thành khổng lồ cây cối. Thật là lợi hại, không hổ là A Bang đè rương nhân vật A. B ba người hoảng sợ nói hai người tuyệt chiêu cũng là đại quy mô a khó trách nhân viên nhà trường còn để cho người xem lui lại ba hàng diêm kỳ tỳ ngươi dây leo cá tính có thể hay không giống như hắn nắm giữ đại quy mô công kích chiêu thức một người trong đó hỏi diêm kỳ tỳ lắc đầu trong võ đài todoroki sao để lộ ra vẻ tươi cười nói ngươi biết ta tại sao muốn chế tạo nhiều như vậy hàng băng sao đó là bởi vì ta liền phải chờ ngươi phóng xuất ra ngươi cây cuối nói đồng thời Todoroki sao tô bên trái cơ thể thiêu đốt so trước đó càng thêm khổng lồ. Dùng hỏa sao? Vân Phong nở nụ cười lạnh, sau một khắc, liền phản bác, chẳng lẽ liền ngươi nắm giữ hai loại cá tính năng lực sao? Nghe lời này, Todoroki sao tô lập tức khẽ giật mình. Viêm đế, ở bên trong ngây ngô đủ khó chịu a, à, nên đi ra hít thở không khí. Vân Phong nói tiếp. Cầu một đợt đặt mua, cầu một đợt đặt mua. Cầu một đợt đặt mua. Chương 65, trung động tất cả mọi người. Vân Phong tiếng nói vừa ra, lập tức tại bụng của hắn một đạo hào quang màu vàng ống thoáng qua sau một khắc một cái ngốc manh kim hoàng sắc hình cầu liền xuất hiện ở vân phong trước mặt mọi người thấy một màn này lập tức ngây ngẩn cả người cái này cái này rốt cuộc là thứ gì ojiro masira theo bản năng nói xem ra có điểm giống ngốc manh bản thái dương a jiro Kiyoka nói bổ sung thái dương tám trăm vạn trăm ngây ra một lúc lập tức nói đây sẽ không là sủng vật của hắn a sủng vật đúng 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 Hắn lần trước cũng mang đến một cái rất khả ái sủng vật, một lần này cũng tốt ngốc manh a." À. Uraraka Ochako cười nói. "Có thể, mấu chốt của vấn đề điểm không phải ở chỗ cái này a." À. Midoriya Izuku sắc mặt dần dần trầm thấp, nháy một chút con mắt. Midoriya Izuku lời này vừa rơi xuống, mấy chục ánh mắt nhau nhau đặt ở trên người hắn. Midoriya Izuku thấy cảnh này, có chút giật mình, nhưng mà, hắn vẫn là tiếp tục nói. "Bây giờ, có thể tranh tài thời gian, ta cảm thấy, cái kia khả ái ngốc manh sủng vật có thể là vũ khí. Nghe Midoriya Iyuku mà nói, tất cả mọi người đều đem ánh mắt ném đến trên sàn thi đấu mặt. Kỳ thực Midoriya Iyuku suy luận mà nói, cũng là có ý nghĩa, dù sao, ở trong trận đấu, Vân Phong sẽ đơn thuần kêu mình sủng vật đi ra giả ngây thơ sao? Đáp án, rất hiển nhiên chính là, Vân Phong sẽ không như thế làm. Chủ nhân, là muốn đem ở đây đốt cháy sao? Viêm đế hướng về Vân Phong nhẹ giọng hỏi một câu. Vân Phong không do dự chút nào đáp, cũng không phải đến nỗi nên làm như thế nào ta đợi chút nữa nói cho ngươi hiện tại bộ dạng này dáng vẻ ngốc manh là chuyện gì xảy ra ta đã biết chủ nhân viêm đế tiếng nói vừa ra lập tức biến thành một đoàn ngọn lửa hừng hực hỏa diễm bây giờ tại chỗ không thể nghi ngờ tất cả mọi người đều bị khiếp sợ đến tám trăm vạn trăm bỗng nhiên đứng lên sắc mặt vô cùng quỷ dị nói có hỏa con mắt là hắn một chút không biết chuyện nghi ngờ nói cái gì là hắn chuyện gì xảy ra đại gia có còn nhớ hay không USG sự kiện bên trong, cái kia đem gò núi sang thành bình địa hơn nữa còn nắm giữ con mắt hỏa diễm. 800 vạn trăm kiếp sợ nói. Ngươi nói là, đó cũng là vân phong tạo thành. Thật sự chính là bị Midoriya quân nói đúng, đây đúng là một kiện vũ khí A. Cái này cũng là vân phong cá tính sao. 800 vạn trăm lắc đầu, đối với vân phong, nàng cho là mình có chút hiểu, nhưng là bây giờ, nàng cái gọi là hiểu rõ, có thể không đến 100 phần có một. Bakugu Katsuki thấy cảnh này, cao mày, song quyền thật chặt nắm lên tương trạch quân ngươi người học sinh này chuyện gì xảy ra bố lôi sâm đặt mai cờ trên mặt bắt đầu ngưng tụ lại mồ hôi cứng ngắc vặn vẹo cổ hướng về một bên ejawa sota hỏi đừng nói hắn bố lôi sâm đặt mai cờ một mặt mộng bức thời khắc này ejawa sota đồng dạng cũng là gương mặt dấu chấm hỏi cái này ta cũng không biết bố lôi sâm đặt mai cờ cười lạnh trêu chọc nói tương trạch quân ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu ngươi giải thích cho ta một phen ta cũng tốt cùng khán giả giảng giải a à. sota nhíu mày suy đoán nói cái này đoán chừng cũng là hắn một loại cá tính a có lẽ giống như todoroki sao tô hắn tự thân liền nắm giữ hai loại bố lôi sâm đặt michael trầm tư một chút liền hoàn toàn tin tưởng sau một khắc hắn hướng về microphone lớn tiếng nói mọi người đều bị cái này có mắt hỏa diễm dọa sợ a nhưng mà cái này cũng là anh hùng khoa Miro vân phong cái tính năng lực một trong nghe bố lôi sâm đặt michael mà nói khán giả nghi ngờ trong lòng cũng đã nhận được trắng chắc giống như vu nhi tử a đúng vậy a thực sự là quá làm cho người ta đánh khai nhãn giới. Thật mong đợi a. À. Bọn hắn ai có thể tại trong cuộc chiến đấu này, đạt được thắng lợi. Không đơn thuần là bên trong sân, bao quát giờ khắc này ở trong máy truyền hình nhìn trực tiếp cũng tương tự cảm thấy hết sức chấn kinh. Bên ngoài sân, công việc tuần TR A rừng rậm thần uy nhìn chồng chọc vào màn hình lớn. Thần, thần uy tiên sinh xem ra, thật sự nói với ngươi đúng, hắn giống như Endeavor vu nhi tử, một cái cá tính bên trong, tất ở đây hai loại năng lực. Cái này một loại kỳ quái cá tính, cho tới bây giờ, ta còn không có nhìn qua tương tự đâu. Trừng Rậm Thần Uy vẻ mặt nghiêm túc nói. Nếu không thì chúng ta trộn cái lười, xem bọn hắn tranh tài. Mt lấy đi khẽ miệng cười nói. Không. Mặc dù tranh tài dễ nhìn, nhưng mà chúng ta việc làm cũng rất trọng yếu. Trừng Rậm Thần Uy ung dung nói. Xem ra Thần Uy Tiên Sinh thật sự chính là một cái kính nghiệp anh hùng đâu. Mt lấy đi biểu môi nói. Ý của ta là, ngươi phía trước nhìn nhiều tràn như vậy, lần này đổi ta. Ngươi đi làm việc, ta hơi trộn cái lười. MT. Lấy đi. Nhìn thấy nắm giữ con mắt hỏa diễm, Todoroki Sato cũng là hết sức kinh ngạc, ngẩn người sau một khoảng thời gian, hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Cái này, đây mới là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Ta cũng không rõ lắm đâu. Vân Phong nhếch miệng cười nói. Huynh đệ sao, cầu một cái đặt mua, cầu một cái đặt mua chuyện quan trọng nói ba lần, kính nhờ. Chương 66, một nhân chi thuật. Có ý tứ gì? Todoroki Shoto ngây ngẩn cả người, trong đầu của hắn lập tức lóe lên mấy chục loại ý nghĩ. Nói nhảm nói nhiều rồi không có ý nghĩa, tiếp tục hoàn thành tiếp xuống tranh tài. A. Vân Phong trầm giọng nói: Nếu đã như thế, ta sẽ dùng tận ta toàn bộ thực lực, hy vọng cũng có thể buộc ngươi sử dụng toàn bộ thực lực để cho ta nhìn một chút. Ta với ngươi trên lệch đến cùng ở đó. Todoroki Shoto nói đi, bên trái cơ thể thiêu đốt hỏa diễm càng thêm khổng lồ. Ván này thắng thua đã đối với Todoroki Shoto tới nói không trọng yếu hắn chỉ muốn thấy rõ thực lực của mình cùng Vân Phong trên lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Todoroki sao hơi vung tay, màu xanh trắng tia sáng trên tay hắn thả ra, một đầu cực lớn băng thứ hướng thẳng đến Vân Phong nhào tới trước mặt. Trên đường đại thụ, toàn bộ đều bị băng thứ xuyên qua. Viêm đế nhếch miệng nở nụ cười, trong miệng trực tiếp phun ra một đám lửa. Hỏa diễm trực tiếp cùng băng thứ đánh vào nhau, sau một khắc, băng thứ bắt đầu hòa tan, nhưng mà hỏa diễm còn không có dập tắt, tiếp tục hướng về Todoroki Sato bay đi. Uống. Todoroki Sato hét lớn một tiếng, tay trái cũng đi theo thả ra một đám lửa lớn. Sau một khắc, hai đám lửa chạm vào nhau cùng một chỗ, lập tức, tạo thành một cổ cường đại khí lưu. Nhiệt độ chung quanh dần dần lên cao, mà một chút khoảng cách tương đối gần đại thụ, trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Todoroki Sato nhíu mày, thầm nói, nghĩ không ra cái này vật kỳ quái, còn có thể chiến đấu. ầm ầm, Hai đám lửa cuối cùng sinh ra một tiếng vang thật lớn, trong võ đài ở giữa trực tiếp bị dư ba nổ lên một cái lỗ thủng mà lỗ thủng phía dưới xi măng phát ra đỏ nhạt tia sáng todoroki sao bị phong ba đánh lui về phía sau mấy bước chủ nhân ta giết hắn có hay không hảo viêm đế hướng về vân phong để lộ ra biểu tình mong đợi hắn không phải địch nhân chúng ta chỉ là đang luận bàn vân phong liếc một cái viêm đế chớ nhìn hắn phía trước ngốc manh dáng vẻ nếu chuyển đổi thành hình thức chiến đấu há miệng im lặng chính là chủ nhân giết hết có hay không hảo chủ nhân đem bọn hắn đốt thành tro bụi có hay không hảo tốt a à? Viêm đế gật đầu một cái. Ngay lúc này, Todoroki sao tô một lần nữa hướng về vân phong chạy vội tới. Lập tức, tung người nhảy lên, tay phải đập dưới mặt đất. ầm ầm. Trên mặt đất, ngàn vạn đầu băng trụ đồng thời cuộc khởi, trong chốc lát, trực tiếp đem trên sân thể dục mặt nóc pha lê lều cho hút bay dựng lên. Theo sát lấy, một giây sau, thủy tinh mảnh vụn hoa lạp, trào hướng xuống đất rơi xuống. Nguy hiểm. May mắn trong thính phòng mặt có nghề nghiệp anh hùng tỏa trấn, nếu không, tất nhiên sẽ lan đến gần một chút vô tội quần chúng đại gia đừng hốt hoảng, có chúng ta tại, không có chuyện gì. Che mặt nữ nghề nghiệp anh hùng trấn an quần chúng đạo. Mặc dù che mặt nữ là nói như vậy, nhưng mà, vẫn còn có chút người xem, lui về phía sau. Người xem tâm lý chính là, đứng gần như vậy, ai biết một giây sau sẽ phát sinh sự tình gì. Vạn nhất, tự mình xui xẻo, một cái đồ vật gì bay tới, vậy thì không ổn. Năm nay một niên cấp hung mảnh như vậy sao? Thú nhân nghề nghiệp anh hùng rung động nói. Đúng vậy a à, liền ngươi cũng không hoàn thành được sự tình, một cái một niên cấp học sinh hoàn thành lấy được. Che mặt nữ nghề nghiệp anh hùng kinh thường nói. Thú nhân nghề nghiệp anh hùng đương nhiên cũng biết nàng ý tứ, cũng không ở nói tiếp, rò rỉ ra lúng túng mỉm cười. Không ổn. Nếu như tại đánh đi xuống, đoán chừng cái này sân thể dục đều muốn bị hai người này phá hủy. Làm không tốt, còn có thể tác động đến người xem. Ejawa Sota nhíu mày nói. Bố lôi sâm đập, Michael khẽ mỉm cười nói, Ejawa quân, không nên hoảng hốt, bên ngoài thế nhưng là còn rất nhiều nghề nghiệp anh hùng. Ezawa Sota im lặng nhìn hắn một cái, lập tức trầm giọng nói, hy vọng như như lời ngươi nói một dạng. Vừa mới Todoroki sao tô một chiêu kia hàng băng, Vân Phong một bước không có lui, bởi vì, viêm đế trắng trước mặt, đem hàng băng chui một cái lỗ thủng. Thể năng phong phú, kế tiếp, ta cần thí nghiệm một chiêu thức. Viêm đế lui ra phía sau. Vân Phong ung dung nói. Một giây sau, ngàn vạn đầu rễ cây trực tiếp đem hàng băng hút bay, theo sát lấy, ngàn vạn đầu rễ cây dung hợp lại với nhau. Thời gian trong nháy mắt, tạo thành một cái cực lớn đầu gỗ la hán. Kỳ thực, đây chính là hô kết bên trong, Senju Hashirama chiêu thức, tên là một nhân chi thuật. Tại hô kết bên trong nguyên tắc mặt, lợi dụng khổng lồ một độn chakra chế tạo ra một cái cực lớn đầu gỗ la hán, quy lực mạnh mẽ. Senju Hashirama dùng thuật này cùng bị ban điều khiển cửu vĩ cùng với toàn bộ hình thái Susanoo giao thủ, tay không tiếp lấy đủ để bổ ra sơn phong Susanoo một cái trảm kích, đồng thời tiếp lấy cỡ nhỏ vĩ thú ngọc, là một độn cố nén nhất thuật một trong. Bây giờ đến nơi này, hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có chút biến hóa, cũng tỉ như nói cha ra vật này, ở đây là dùng thể năng thay thế. Người xem, nghề nghiệp anh hùng, tất cả học sinh thấy cảnh này, cái cầm đều vẫn luôn tại rơi xuống. Cái này, đây là cái gì, đầu gỗ cự nhân? Ta tào, cá tính của hắn tất nhiên khai phát đến nơi này giống như tình cảnh. Hắn thật là một cái học sinh sao? Thực lực này, đoán chừng thắng qua rất nhiều nghề nghiệp anh hùng A. À. Hắn đơn giản chính là ma quỷ A. À. Hôm nay tác giả có chút kẹt văn, chỉ có thể đổi mới canh ba. Ngựa nguồn A, bất quá, tác giả sẽ thật tốt cố gắng, tất cả, đại gia có thể cho một cái tự động đặt mua, chính là một cái tự động đặt mua. Chương 67, Hiệu trưởng Thông Tri Hâm mộ A, cái gọi là thiên tài, chính là chỉ vân phong cái này một loại A. Tiểu tử này thật đúng là mỗi một lần quyết đấu, đều để ta giật nảy cả mình A. Ejawa Sota trầm giọng nói Ejawa quân, ngươi người học sinh này là quái vật sao? Bố lôi sâm đặt, Michael ở một bên hỏi một câu dùng quái vật để hình dung hắn đã không chính xác, nhất định phải dùng ma quỷ để hình dung. Ejawa Sota trả lời. Nếu không thì, ngươi tới giải thích một chút. Bố lôi sâm đặt mai cờ đạo. Không cần. Vậy ta tùy tiện giật A. À. Tùy tiện. Nói, bố lôi sâm đặt mai cờ hướng về phía microphone chính là hô to. Miro Vân Phong đồng học, trực tiếp mở đại chiêu, triệu hoán đi ra một cái cự nhân, Todoroki sao tô đồng học phải chăng có thể chịu ở đâu. Mà giờ khắc này, tại khán đài phía sau cùng, Endeavor vu hai tay khoanh phóng tới trước ngực, thần sắc rất là quỷ dị. Ngay lúc này, một cái khác nam tử chậm rãi đến gần Endeavor vu. Endeavor vu, T-R-A được. Nam tử nhẹ giọng nói. Endeavor vu rất có hứng thú nhìn về phía hắn, mở miệng nói ra, như thế nào? Như lời ngươi nói cái kia gọi Miro Vân Phong hài tử, hắn phụ mẫu cũng không phải nghề nghiệp anh hùng, chỉ là một người bình thường. Tên nam tử kia đáp. Người bình thường. Ngươi đang nói đùa ta sao, Ta đều hoài nghi hắn là ôm oh mai con tư sinh. Endevo vu nhíu mày nói. Thật sự, ta không cùng ngươi nói đùa, hắn phụ mẫu cũng chỉ là người bình thường. Nam tử giải thích nói. Nhưng mà vô vu tuyệt đối không tin, nam tử này lời nói. Không thể nào, người bình thường di truyền ghen như thế có thể cường đại như vậy. Đúng, ngươi giúp ta suy nghĩ một chút nghề nghiệp anh hùng bên trong, có ai là một hệ các loại. Endevo vu nói. Tân sinh có một cái gọi là rừng rậm thần uy. Chẳng lẽ hắn là trừng rậm thần uy con tư sinh. Endevo vu lẩm bẩm một câu. Nam tử phản bác, Endevo vu tiên sinh, đây là không thể nào, rừng rậm thần uy là thế hệ trẻ trách nhiệm anh hùng, nhiều lắm là 20 tuổi, nhưng mà, cái kia gọi neuro Vân Phong ít nhất 17 tuổi. Endevo vu không có tiếp tục đáp lời, nhìn về phía đấu trường. Vân Phong tung người nhảy lên, nhảy lên cự nhân trên trán, lần này, Vân Phong thể năng phong phú, trên thân không có ở phát ra nóng hơi nước. Todoroki Sato nhìn thấy cái này một hệ cự nhân đứng tại trước mặt mình, theo bản năng lui về sau hai bước. Cái này lại là một cái đồ vật gì? Thật chẳng lẽ như bố lôi sâm đặt, Michael nói tới, đây là vân phong đại chiêu. Todoroki sao lẩm bẩm một câu. Sau một khắc, khóe miệng của hắn liền để lộ ra vẻ tươi cười. Nếu nói như vậy, ta sẽ dùng tận ta nói tới sức mạnh, đem hắn đánh bại. ầm um, ầm um, ầm um, ầm um. Một hệ cự nhân trực tiếp đem trước mặt băng thứ toàn bộ cho đánh nát. Đạp lên bước chân nặng nề, thẳng bước Todoroki sao Todoroki Sato đưa tay trái ra, trực tiếp một đoàn khổng lồ hỏa diễm lao thẳng tới cự nhân trên thân. Nhưng mà, sau một khắc, viêm đế ở một bên trực tiếp đem hắn hấp thu. Này quái dị gia hỏa, tất nhiên còn có loại năng lực này. Todoroki Sato thầm nói, tiếp đó, hắn định chỉ sử dụng ngọn lửa công kích, chuyển thành hàng băng. Sử dụng hàng băng, viêm đế không tiếp tục ra tay, vân phong thao túng cự nhân, không ngừng đánh về phía đâm đầu vào hàng băng. Phanh! 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 có chút bể hàng băng trực tiếp bị vân phong đánh cho tới trong thính phòng mặt trong thính phòng tiếng thét chói tai bắt đầu vang lên rất nhiều nghề nghiệp anh hùng tại cũng ngồi không yên nhao nhao đứng lên hướng về sân thể dục bay tới khối băng lớn tiến hành đón đỡ uống todoroki sao không ngừng phóng thích hàng băng bên phải hắn cơ thể một tầng thật mỏng băng lấy mắt phải nhìn thấy tốc độ tiến hành bao trùm sau một khắc hắn đem bên trái hỏa diễm cũng mở đến cực hạn bên phải thân thể hàng băng cấp tốc hòa tan mà vân phong bên này nhưng là điều khiển cái này một hệ cự nhân không ngừng oanh kích đồng thời, đang chậm rãi hướng về Todoroki sao tới gần. Bá. Một hệ cự nhân trực tiếp một quyền oanh kích xuống, quyền những nơi đi qua, hàng băng vỡ vụn. Todoroki sao trông thấy không ổn, cấp tốc né tránh. Ầm ầm một tiếng. Lôi đài trực tiếp một cái lớn sừng trực tiếp bị một hệ cự nhân cho đánh thành bột phấn. Todoroki sao thấy cảnh này, nhíu mày, người khổng lồ này cũng không phải hư hữu biểu đồ, nếu như bị hắn đánh tới một quyền, đoán chừng ta liền muốn nằm xuống đáng cơ hờ kết, hỏa diễm công kích lại sẽ bị tên kia hấp thu. Thời khắc này Todoroki Sato còn thật sự lâm vào lưỡng nan, hàng băng đánh không lại hắn một độn, hỏa cá tính là duy nhất có thế có cơ hội đánh bại Vân Phong. Nhưng mà, ở bên cạnh hắn lại xuất hiện một cái đùa lửa so với mình mạnh hơn nhiều đồ vật. Vẫn chưa xong đâu, kế tiếp mới là trò hay đăng tràng. Vân Phong cười lạnh nói. Cái gì, Todoroki Sato khẽ giật mình, lập tức ngây ngẩn cả người, hắn có thể nghĩ tới chính là, chẳng lẽ người khổng lồ này cũng không phải hắn một chiêu cuối cùng. Vân Phong chắp tay trước ngực, ngưng kết thể năng, sau một khắc, toàn bộ lôi đài bắt đầu chấn động lên. Tranh tài kết thúc. Bố lôi sâm đặt, Michael la lớn. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, nghi ngờ nhìn về phía màn hình lớn. Bố lôi sâm đặt, Michael giải thích nói, vừa mới tiếp vào hiệu trưởng thông tri, một niên cấp Vân Phong cùng Todoroki sao tô đối quyết kết thúc. Cầu một đợt đặt mua, cầu một đợt đặt mua, cầu một đợt đặt mua. Chương 68, Song Quan Quân. Kết thúc. Vì cái gì a? À? một cái người xem nghi ngờ nói. Chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra sao, hai người bọn họ tại đánh tiếp như vậy mà nói, đoán chừng toàn bộ sân thế dục đều sẽ bị hai người bọn họ làm cho đạp xuống tới. Một cái khác giải thích nói. Nói không sai, nhân viên nhà trường chắc chắn là cân nhắc đến nơi này cái vấn đề, nếu như không kết thúc tranh tài, đằng sau, nói không chừng chúng ta những thứ này người xem đều sẽ bị tác động đến đạo. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, năm nay một niên cấp anh hùng khoa thật đúng là cường đại A. À. Ân, ừ, ta đến xem rất nhiều năm so tài, lần thứ nhất nhìn thấy nhân viên nhà trường kết thúc tranh tài có cường đại như vậy hậu bối chúng ta liền yên tâm đợi bọn hắn trở thành nghề nghiệp anh hùng ta tin tưởng phạm tội tỷ lệ nhất định sẽ giảm xuống tranh tài lại chấm dứt vân phong lẩm bẩm một câu hô todoroki sao tô thở dài một hơi mặc dù hắn rất muốn nhìn một chút vân phong nói tới trò hay vừa mới bắt đầu là cái gì nhưng mà hắn cũng không nguyện ý cái kia sinh mệnh nói đùa các vị người xem thực sự là ngượng ngùng Nhân viên nhà trường quyết định, năm nay một niên cấp quán quân, có hai cái, mà bọn hắn chính là Miuro Vân Phong cùng với Todoroki Sato. Này liền xong. Vân Phong nháy mắt, ánh mắt hơi có chút không cam tâm. Mặc kệ cuối cùng không kết thúc tranh tài, Vân Phong, ta đều thua. Todoroki Sato nhẹ giọng nói. Nói đồng thời, hắn hơi hơi hướng về phía trước, đi tới một khối khổng lồ băng thứ trước mặt. Đưa tay tới, sau một khắc, một cổ nóng hơi nước bỗng nhiên xuất hiện, băng thứ lấy mắt thường thấy được tốc độ dần dần hóa thành hư không mấy giây sau đó chỉ còn lại mở ra nước nóng chứng minh hàng băng tồn tại qua nếu đã như thế không có biện pháp vân phong tung người nhảy lên rơi xuống dưới mặt đất lập tức mở miệng nói ra giải một hệ cự nhân cùng với chung quanh vân phong thả ra tới bất luận cái gì một hệ đồ vật thời gian trong nháy mắt biến thành điểm sáng màu xanh lục biến mất ở trong tầm mắt mọi người ta cũng không có thắng bởi vì ta còn không có đem ngươi đánh ngã lần tiếp theo a có thời gian chúng ta tìm một chỗ thật tốt luận bàn một chút không cần bận tâm chung quanh bất luận kẻ nào. Vân Phong miễn cười. Ta hy vọng ngày hôm đó đến, giữa lúc này, ta sẽ càng thêm cố gắng trở nên mạnh mẽ. Todoroki sao ung dung nói. Năm nay một niên cấp tranh tài, thu được vô địch là Miro Vân Phong, Todoroki sao Nửa đêm giơ tay lên bên trong ro gia tử, một lần nữa hô lớn một tiếng. Trên khán đài, một lần nữa truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả tranh tài hạng mục đến đây toàn bộ kết thúc, Hùng Anh dùng sức mạnh sử thượng đệ nhất lần song quan quân bố lôi sâm đặt cờ lời nói vừa rơi xuống nhiều vô số kể pháo hoa bay về phía bầu trời phanh 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 không ngừng nở rộ tất cả mọi người một lần nữa tụ tập ở trong sân thể dục mặt mặc dù sân thể dục bây giờ rách mướp nhưng mà cũng không có bao lớn ảnh hưởng nửa đêm đứng tại trên đài cao hướng về tất cả học sinh tuyên bố năm nay hùng anh sport festival một niên cấp toàn bộ lịch đấu đều đã kết thúc như vậy tiếp xuống chính là cử hành lễ trao giải nói đồng thời tại nửa đêm đằng sau một cái buộc trao giải từ dưới đất chậm rãi dâng lên Đứng tại vị trí số một phía trên, chính là Vân Phong đã Todoroki Sato, cái thứ hai là Bakugu Katsuki, cái thứ ba là Tokomiya Fumika. Rất nhiều học sinh, hướng về bọn hắn quan tới một cái ánh mắt hâm mộ. Kỳ thực, tên thứ ba ngoại trừ thường ám quân, còn có Ida quân, nhưng hắn bởi vì trong nhà xảy ra chút chuyện, cho nên sớm rời sân. Nửa đêm dặn dò một câu. Năm nay thật đúng là lợi hại đâu. Đệ nhất hai cái, đệ tam cũng có hai cái. Jiro Kiyoka chu chu mỏ đạo. Đúng vậy a, à năm nay có rất lớn điểm sáng đâu. 800 vạn trăm nói bổ sung. Nói đi, nửa đêm đưa tay chỉ hướng sân thể dục đỉnh, ông Mai hai tay chống nạnh, cười to. Thấy cảnh này Vân Phong, không khỏi nhíu mày, mặc dù nói là anh hùng đứng hàng thứ nhất, nhưng mà nếu như không thần kinh thô lời nói. Đoán chừng liền hoàng mỹ. Ông Mai ra sân, không thể nghi ngờ, toàn bộ người xem cũng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào. Ông Mai tất bước tung người nhảy lên, nhảy xuống tới, hoàng mỹ rơi xuống đất. Ngài quá khen tokomia fumika khiêm tốn nói ông mai mỉm cười tiến lên ông lấy tokomia fumika một bên vỗ vỗ bờ vai của hắn nói muốn tránh cho bị người khắc chế liền không thể quá ỷ lại cá tính nếu như có thể thêm một bước tăng cường cơ bản thực lực hẳn là liền sẽ có thêm cơ hội nữa thật tốt cố lên tokomia fumika điểm một chút một chút đầu nói ta biết chúc mừng ngươi các thiếu niên không thể nghi ngờ thực lực của ngươi cũng là rất cường đại kế tiếp chính là hạng nhất cầu đặt mua cầu đặt mua cầu đặt mua 1. Chương 69, lựa chọn sử dụng tên anh hùng. Ông Mai đi tới Vân Phong cùng với Todoroki sao Tô trước mặt. Chúc mừng hai người các ngươi, thực lực của các ngươi tự nhiên không cần phải nói, tương lai nhất định sẽ giống như ta, là hòa bình tượng trưng. Vân Phong cùng với Todoroki sao Tô gật đầu một cái. Ông Mai vừa định muốn ông một chút Vân Phong, Vân Phong theo bản năng lui về sau một bước, cười nói ông coi như xong đi. Ha ha ha. Ông Mai cười to, tiếp đó nói tiếp, kia tốt a. À. Nói, ông mai quay đầu lại hướng về khán giả rống to tốt lần này ba vị trí đầu chính là bọn hắn nhưng mà các vị tại chỗ tất cả đồng học kỳ thực đều có đứng tại trên bục lãnh thưởng khả năng tính chất giống như đại gia ở trong trận đấu nhìn thấy như thế cạnh tranh với nhau lẫn nhau đề cao không ngừng hướng cảnh giới cao hơn leo lên anh dũng giá người đời kế tiếp anh hùng đã không nghi ngờ chút nào bộc lộ tài năng như vậy tại cuối cùng ta muốn nói một câu thỉnh các vị cùng ta cùng một chỗ trấn cánh tay hô to a à. dự bị tại chỗ tất cả người xem cũng nhao nhao đi theo ôm mai tiết tấu, la lớn, đại gia khổ cực. Hôm nay Sport Festival cũng là như vậy kết thúc, mặc dù nói không tính là hoàn mỹ, nhưng là vẫn vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Trao giải hoàn tất sau đó, có chút người xem liền bắt đầu chậm rãi rời sân, mà có nhân viên nhà trường nhân viên công tác nhưng là tới chữa trị sân bãi. Vân Phong mới từ trong phòng nghỉ đi tới, muốn về đến trong phòng học, nhưng mà ngay tại hắn mở cửa một khắc này. Hắn ngây ngẩn cả người, ngoài cửa đứng đầy người. Vừa nhìn thấy Vân Phong đi ra, một đoàn nghề nghiệp anh hùng giống như nước thủy triều hướng về hắn tràn tới tiểu huynh đệ ta nhìn ngươi tư chất không tệ có cần phải tới làm ta trợ thủ a à? trong đó một cái nghề nghiệp anh hùng hỏi đương nhiên giờ khắc này vân phong căn bản cũng không biết kế tiếp nhân viên nhà trường có một cái huấn luyện hạng mục chính là nghề nghiệp anh hùng nhận người làm trợ thủ thời gian là một tuần lễ đồng học tới tỷ tỷ nơi này đi ta chỗ này thế nhưng là có rất đãi ngộ tốt a à? che mặt nữ nghề nghiệp anh hùng chen ở phía trước miễn cười nói Tới ta cái này, ta có thể trợ giúp ngươi trở nên càng thêm cường đại. Không, tới ta cái này mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Hắc, không phải, vì cái gì ngươi luôn cùng ta tranh cãi đâu? Ta đây là ăn ngay nói thật. Cái gì lão gọi cùng ngươi tranh cãi? Vân Phong nhìn xem nhíu mày, sau một khắc, hắn trầm giọng nói, các ngươi ngăn trở đường của ta, có thể để mở một chút sao? Nghề nghiệp anh hùng lúng túng nở nụ cười, lập tức nhanh chóng cho Vân Phong nhường ra một con đường, bây giờ, bọn hắn cũng không muốn bây giờ liền bị Vân Phong tiêu sổ đen đồng học, suy tính thật kỹ một chút, chúng ta sẽ phát ra thuyết minh. Vân Phong không nói chuyện, tăng nhanh bước chân quay đầu lại phòng học. Sắc trời dần dần hoàng hôn. Ejawa Sota chậm rãi đi tới bục giảng, vẫn là cái kia một bức vô thần bộ dáng. Hắn đầu tiên là quét mắt một liền toàn bộ đồng học, sau một khắc, đã nói nói, đại gia khổ cực, cho nên minh sau hai ngày trường học nghỉ định kỳ. Nhìn Sport Festival nghề nghiệp những anh hùng đoán chừng sẽ ở hai ngày này phát ra nhận người xin. Những trường học này sẽ phụ trách chỉnh lý tốt, chờ ngày nghỉ sau khi kết thúc công bố. Nghe xong lời này Vân Phong hơi nhíu mày, hắn rốt cuộc biết, sẽ cái gì mà sẽ có một đám người tìm chính mình. Hai ngày ngày nghỉ nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm, một ngày này Vân Phong giống như ngày thường, đi tới Hùng Anh Cao Trung. Một, A Bang. Có tivi tiếp sóng quả nhiên chính là không giống chứ. Tại tới trường học trên đường, có siêu nhiều người cùng ta đáp lời A. Một cái nữ đồng học cao hứng bừng bừng nói. A, A. Một cái khác đồng học đáp. Tám trăm vạn bách chuyển qua thân, hướng về Vân Phong nói, ngày hôm qua cái có mắt, hơn nữa biết bay cái kia màu vàng kim viên cầu, là cá tính của ngươi biến thành sao. Vân Phong sửng sốt một chút, sau một khắc gật đầu một cái. Cá tính của ngươi đến cùng là cái gì a? Tám trăm vạn trăm tò mò hỏi. Ngươi đoán. Nghe được Vân Phong nói hai cái này, tám trăm vạn trăm đã biết không đùa biết chân tướng. Cũng liền tại thời khắc này, Ejawa Sota mở cửa, chậm rãi đi tới bục giảng. Đại gia sớm. Lão sư sớm. Hôm nay, ta muốn giảng chính là anh hùng tình báo học, nội dung tương đối đặc thù. Ejawa Sota ung dung nói. Tất cả đồng học ngây ra một lúc, cho là lại chuyện gì xảy ra. Suy tính một chút danh hiệu A cũng chính là tên anh hùng. Khi Ejawa Sota lúc nói xong lời này, lập tức trên cơ bản tất cả mọi người đều bắt đầu sôi trào, chỉ có Vân Phong một người thờ ơ. Bởi vì, hắn không biết cái này có gì dễ đáng giá hưng phấn như vậy. Kỳ thực cái này, cũng cùng phía trước cùng các ngươi nâng lên nghề nghiệp anh hùng nhận người xin có liên quan, cái này nhận người xin, muốn chờ các ngươi tích lũy lên kinh nghiệm. Tại 2 đến 3 năm sau được công nhận vì là tức chiến lực sau đó mới có thể chính thức có hiệu lực, a, à, lần này hướng các ngươi năm thứ nhất phát ra nhận người xin, càng gần gũi tại nghề nghiệp anh hùng đối với các ngươi tương lai tiền cảnh cá nhân hứng thú. Một khi phần này hứng thú tại các ngươi trước khi tốt nghiệp có chỗ yếu bớt, đơn phương bãi bỏ xin cũng là chuyện thường xảy ra. Ejawa Sota ung dung nói. Cầu một đợt đặt mua, cầu một đợt đặt mua. Chương 70, dòng họ Miro A à, thu đến xin sẽ trực tiếp biến thành thêm tại trên người chúng ta áp lực đúng không? Một cái đồng học hỏi. Ejawa Sota gật đầu một cái, trả lời, không tệ. Nói, hắn từ dưới giảng đài mặt lấy ra một cái điều khiển từ xa, ấn rồi một lần, sau một khắc, trên bảng đen, liền xuất hiện bảng biểu. Đây chính là nhân viên nhà trường thống kê ra xin kết quả. Ejawa Sota nói. Không nghi ngờ chút nào, xếp hạng thứ nhất chính là Vân Phong, thu đến 6.680 phân xin. Cái thứ hai là Todoroki Sato, thu đến 4.128 phân sinh. Đệ tam chính là Bakugu Katsuki, 3.556 phân sinh. Toàn lớp người nhìn thấy cái này một phần thống kê đồ, không khỏi lấy làm kinh hãi. Qua, thật là lợi hại, không hổ là lớp chúng ta đệ nhất A. Cao tới 6.000 nhiều phần sinh, thật hâm mộ A. Quanh đồng học A, 4.000 nhiều phần. Ta một phần cũng không có. Ai? Lần này một niên cấp ưu tú, phá vỡ mấy cái hùng anh năm thứ nhất ghi chép. Ejawa Sota ung dung nói tám trăm vạn trăm quay đầu lại hướng về vân phong nói không hổ là vân phong đồng học sáu nghìn nhiều phần có chút dọa người a à. bất quá ngươi hữu tâm nghi hướng đi sao đối mặt tám trăm vạn trăm vấn đề vân phong trầm tư mấy giây liền mở miệng nói kỳ thực ta nơi nào cũng không muốn đi còn không bằng cho ta nghĩ định kỳ a tám trăm vạn trăm hơi có vẻ chấn kinh dù sao đây chính là rất nhiều người nằm mơ đều muốn đi nhưng mà vân phong xác thực nói còn không bằng cho hắn nghĩ định kỳ gia hỏa này đầu óc mỗi một ngày đến cùng suy nghĩ cái gì. 800 vạn trăm nội tâm âm thầm nghĩ tới. Nhưng một cái rèn luyện rất tốt cơ hội a, à? chẳng lẽ ngươi muốn dạng này không công lãng phí hết sao? 800 vạn trăm tò mò hỏi. Rèn luyện cơ hội tốt. Vân Phong im lặng nhìn 800 vạn trăm một mắt, lập tức mở miệng nói ra, quá tốt đẹp, thẳng thắn hơn lời nói, chính là đi làm việc. Làm việc làm việc cũng là rèn luyện chính mình a. À. 800 vạn bách giải thích đạo. Cái kia ngươi nếu là nói lời như vậy, nếu không thì tới nhà của ta rèn luyện a à. còn có tiền lương cầm có muốn thử một chút hay không vân phong ung dung nói tám trăm vạn trăm lít một cái vân phong nói nói cái gì đó ta đây chính là đang lúc huấn luyện ta cũng vậy a à. vân phong nghiêm trang nói tính toán không cùng ngươi giật tám trăm vạn bách vi hơi có chút đỏ mặt khoan hãy nói nàng còn thật sự nghĩ đáp đi vân phong gia rèn luyện một chút hâm mộ vân phong đồng học a à, tất nhiên sáu nghìn nhiều phần xin nếu như có thể ta có thể nhường cho các ngươi vân phong nhếch miệng cười nói nhưng mà nhường cho bọn ta cũng vô dụng thôi đúng vậy a à, đúng vậy a à. kết quả chính là dạng này mặc kệ đại gia có hay không thu đến xin các ngươi đều muốn đi tham gia cái gọi là chỗ làm việc thể nghiệm Ejawa sota ung dung nói chỗ làm việc thể nghiệm toàn lớp một cái dấu chấm hỏi khuôn mặt kinh nghiệm usg sự kiện các ngươi chính xác so với người khác sớm hơn kinh nghiệm cùng địch nhân thực chiến nhưng mà nhân viên nhà trường hy vọng các ngươi đi tự thể nghiệm nghề nghiệp anh hùng nội dung hoạt động. Hơn nữa từ trong nhận được càng thêm phong phú rèn luyện. Ejawa Sota ung dung mấy đạo. Cho nên mới muốn lên tên anh hùng sao? Ejawa Sota gật đầu một cái, ân, không sai biệt lắm chính là ý này, cứ việc bây giờ đi tên anh hùng còn chỉ có thể coi là tạm thời, nhưng mà là phải có người dám tùy tiện loạn lấy lời nói. Ejawa Sota lời nói vẫn chưa nói xong, rắc rắc một tiếng, người chưa tới tiếng tới trước. Ta để cho hắn kiến thức một chút cái gì gọi là địa ngục sau một khắc, nửa đêm liền đạp lên yêu diễm bước chân, đi tới Ezawa Sota bên cạnh. Dù sao có rất nhiều người tại học sinh thời đại lấy tên anh hùng, sẽ có được thế nhân tán thành, trực tiếp trở thành nghề nghiệp tên anh hùng A. Nửa đêm ung dung nói. Ezawa Sota ở một bên gật đầu một cái, lập tức mở miệng nói ra, ân, chính là như vậy. Đến nỗi mệnh danh phẩm vị liền có nửa đêm lão sư tới giám định, phương diện này ta hoàn toàn không có cách. Nói đi, hắn có lấy ra chính mình màu vàng túi ngủ, đi vào, tiếp đó kéo xong khóa kéo, nằm trên mặt đất bắt đầu ngủ tên anh hùng vân phong nhìn trần nhà bắt đầu trầm tư cho ngươi tám trăm vạn trăm quay đầu hướng về vân phong đưa tới một tấm màu trắng mặt ngoài vân phong tiếp nhận để lên bàn mặt rất nhanh liền có một cái tên sau một khắc hắn nắm lên bút xoát 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 tại màu trắng mặt ngoài viết xuống miro hai chữ này miro hai chữ này kỳ thực cũng không có áo nghĩa đơn thuần chính là vân phong họ của mình miro ngươi đây cũng quá tùy tiện a tám trăm vạn trăm chửi bậy một câu cầu một đợt đặt mua cầu một đợt đặt mua cầu một đợt đặt mua chuyện quan trọng nói ba lần